cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung hầu tòa phúc thẩm vụ Nhật Cường. Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiếp tục xét đơn kháng cáo của cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ can thiệp để công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Nhật Cường trúng thầu năm 2016. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 11 tháng 7 và kéo dài trong 3 ngày. Trước đó, ngày 11 tháng 12 năm 2020, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử và tuyên án sơ thẩm ông Chung 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Ngày 13 tháng 12 năm 2021, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên ông Chung 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với cáo buộc để công ty Gia Đình mua chế phẩm Redoxy 3C về bán cho thành phố, gây thiệt hại hơn 36 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngày 22 tháng 6, tòa cấp phúc thẩm đã chấp nhận sửa một phần án sơ thẩm, giảm cho ông Chung 3 năm tù. Trong vụ án thứ 3, ngày 31 tháng 12 năm 2021, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lãnh thêm 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Với cáo buộc tạo lợi thế cho Nhật Cường trúng thầu trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội năm 2016. Sau khi nhận án sơ thẩm, ông Chung đã có đơn kháng cáo.